nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nữ nghệ sĩ nhập viện trong tình trạng khó thở do nhồi máu cơ tim, suýt ảnh hưởng đến tính mạng. Đạo diễn Thành Hiệp chia sẻ anh vào thăm nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đang nằm ở bệnh viện tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thương chị hai Kim Cương, lần này chị bệnh nặng, chứng nhồi máu cơ tim, suýt ảnh hưởng đến tính mạng. Vào thăm mà cứ nghe chị dặn dò hết chuyện này đến chuyện kia như trăn trở vậy, đạo diễn Thành Hiệp viết. Được biết nghệ sĩ nhân dân Kim Cương lên cơn đột quỵ và khó thở được người nhà đưa vào bệnh viện nhập viện sáng nay. Chiều cùng ngày bà đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nữ nghệ sĩ mắc bệnh nhồi máu cơ tim dẫn đến thắt ngực, khó thở. Trước đó nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vào viện thăm diễn viên Mai Trần. Khi biết ông phải phẫu thuật tắc mạch máu lên não, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương sinh năm 1937, năm 18 tuổi, bà đã bắt đầu làm quen với sân khấu bằng vai đứa con trong vở Quan Âm Thị Kính. Bà được mệnh danh là kỳ nữ của sân khấu Việt Nam với vai diễn trong vở Gia Nhân và Ác Quỷ. Bà nhận được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2011 và được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!